Đây là cái chế độ trụm nhá. Chế độ trụm này thì chúng ta để chiếu xa có thể lên được đến 300 mét. Đây. Còn chế độ tỏa thì chúng ta sẽ dùng được rất nhiều việc. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng để sửa xe. Khi bật cái đèn đằng sau nhá. Đèn đằng sau này thì dùng làm SOS. Những lúc cứu trợ cứu nạn hoặc là có những cái vạch đèn để báo pin, báo sạc. Chào mừng các bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên bán những cái mặt hàng về những thiết bị quang học cũng như những thiết bị điện tử đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái đèn pin cực kỳ đẹp luôn. Mà giá này còn rất là phải chăng. Đó chính là đèn pin Ultrafine P50 nhá. Đây. Đèn P50. Vỏ hộp của nó như thế này. Và chúng ta sẽ đi đến nó chỉ có một cái đèn ở trong cái hộp này thôi và thêm một cái dây sạc này nhá. Đây là cái dây sạc của nó. Chân micro USB. Bây giờ mình sẽ đi sâu chi tiết vào cái đèn Ultrafine P50. Đây quý vị có thể thấy cái đèn nó rất là đẹp. Đây là một trong những cái đèn đáng mua nhất trong những tầm giá rẻ nhé. Còn dĩ nhiên là những cái đèn tầm đắt hơn thì bên mình cũng có những cái hãng của Zentos của Nhật hay là Levenser của Đức nhé. Đấy, những cái hãng đấy là thì nó tốt hơn, thương hiệu nó tốt hơn, bền hơn. Nhưng mà cái này trong tầm giá của nó là đáng mua nhất. Với cái mức giá chỉ khoảng mấy trăm thôi thì rất là đáng tiền. Đây. Đầu trên đầu này thì nó sẽ là được làm từ hộp kim nhôm này. Và những cái chỗ này thì nó sẽ được làm từ nhựa APS. Đấy. Cho cái độ bền của nó rất cao và chống chịu va đập rồi là chống chịu va đập khá là nhẹ. Còn trên này thì nó được làm từ những dây cao su. Dây cao su này thì có giãn tốt và có thể điều chỉnh được tùy từng đầu của từng người nhé. Đó. Có thể đeo được cả lên trên những cái mũ bảo hiểm nữa. Đây là hộp kim nhôm nhé. Đó. Hộp kim nhôm này thì nó sẽ vừa nhẹ này, vừa bền này mà nó cũng tản nhiệt rất là tốt. Vì bình thường cái này nó có công suất lên đến khoảng 20W nên là nó sẽ tỏa nhiệt ra rất là lớn. Còn mọi người mà xem ở trên web đèn nó nhỏ mà không có tản nhiệt mà nó ghi là 200W hay là gì đấy thì là toàn là thông số ảo nhé. Cái thông số này nó như thế nào thì mình sẽ nói như thế. Nó chỉ tầm khoảng 20W thôi. Còn 200W thì mọi người tưởng tượng như cái đèn của mình ấy. Cái đèn của mình mà 200W thì nó sẽ nóng như nào. Đó, không thể nào mà độ lên đầu nha. Còn dĩ nhiên là bên mình cũng có đèn 100W nhưng mà đèn 100W đấy thì nó chóa nó rất là to và nó là những cái dòng khác, dòng xê lông nhá. Đây. Đèn của nó sẽ như thế này. Và nó có cái nút này có thể gập xuống được nhá. Đấy, gập xuống như này. 180 độ luôn. Đó. 90 độ luôn. Đó. Gập xuống như thế. Và nút bật của nó là bật bằng cao su. Tiêu chuẩn của nó cũng là chống nước đi mưa nhá. Và đằng sau này thì nó sẽ có cái đây là nút cái chỗ này để sạc này. Còn cái này là nút bấm đèn này nhá. Nó sử dụng 3 viên pin 18650. Với 3 viên pin này thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Nếu mà cái chế độ sáng nhất cũng phải đến vài giờ. 3 pin nó sẽ lắp vào đây. Và cái này nó chiếu xa được tầm khoảng từ 100 đến 300 mét tùy thuộc vào chúng ta dùng zoom hay tỏa nhá. Đây. Cái này chúng ta có thể rút ra để sử dụng zoom tỏa được. Cái này là tụ và tỏa nhé. Đấy. Kéo ra như này thì nó sẽ là tụ và ấn vào cái này sẽ là tỏa. Tỏa thì chúng ta sẽ dùng để ví dụ như là những cái công việc mà cần với không gian rộng thì gần. Đấy. Ví dụ như sửa xe hay gì thì chúng ta có thể dùng cái tỏa. Còn tụ thì chúng ta sẽ được dùng để chiếu xa nhé. Đó. Lát nữa thì mình sẽ ra ngoài trời trong đêm tối và sẽ thử cái đèn này. Còn bây giờ mình sẽ thử bật lên xem như thế nào nhé. Đây. Với cái đèn đằng sau này thì chúng ta hoàn toàn có thể được sử dụng để khi chúng ta đạp xe hay là chúng ta cần phải báo động, chúng ta cần phải cứu trợ hay là đang hỏng xe chẳng hạn. Chúng ta có thể giơ cái này lên để chúng ta cảnh báo là chúng ta đang hỏng xe và chúng ta cần phải trợ giúp. Đấy, này là cảnh báo và đèn báo pin nhé. Cái pin này. Đấy, 25, 50, 75, 100%. Đấy, tùy theo cái đèn báo pin này. Và nó là sạc luôn. Bây giờ mình sẽ thử bật cho mọi người xem. Oh, sáng chưa? À, quá là sáng luôn. Và nó sẽ zoom như này nhé. Đây là nó tụ này. Đó, sáng chói mắt luôn. Trong đêm tối thì nó sẽ sáng hơn nhé. Sáng hơn rất nhiều. Được từ 100 đến 300 mét. Ở đây nó có 4 chế độ sáng nhé. Sáng mạnh này. Sáng vừa này. Sáng yếu này. Rồi là nhấp nháy. Cái nhấp nháy này thì giờ chúng ta có hai công dụng. Một là chúng ta có thể dùng để làm cái đèn SOS hoặc là cái này
tức là đèn cứu trợ ấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng để tự vệ, ví dụ như chúng ta gặp yêu dâu xanh hay là gặp cái gì đấy, chúng ta có thể dùng cái chế độ này và chiếu vào mắt của đối phương thì nó sẽ làm cho đối phương choáng váng. Và bây giờ mình sẽ cùng mọi người ra ngoài trời và test thử cái đèn Ultrafine P50 trong đêm tối nhé. Thì ở thành phố không có cái không gian rộng nên là mình sẽ dùng cái không gian này, cũng khá là hẹp nhưng mà cũng được mấy chục mét. Đây chúng ta có thể thấy, đây chính là cái đèn Ultrafine P50. Đó, đây là cái chế độ trụm nhá. Chế độ trụm này thì chúng ta để chiếu xa, có thể lên được đến 300m. 300m là chúng ta sẽ nhìn thấy nó lờ mờ nhá, chứ không phải là 300m nó sáng như này. Nếu muốn 300m mà sáng như này thì chỉ có dùng xenon có. Đây, còn chế độ tỏa thì chúng ta sẽ dùng được rất nhiều việc. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng để sửa xe, hay là để chiếu trong nhà, hoặc là những cái lúc mất điện, sửa chữa cái gì đó. Còn chiếu xa này thì chúng ta có thể đi khám phá hang động, hoặc là cần phải chiếu xa trong đi câu. Có cả chế độ nhấp nháy này. Đấy, rồi là khi bật cái đèn đằng sau nhé. Đèn đằng sau này thì dùng làm SOS, những lúc cứu trợ cứu nạn, hoặc là có những cái vạch đèn để báo pin, báo sạc. Và để mua cái sản phẩm đèn pin đội đầu Ultrafine P50 này, mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào trang web điện tử thái thắng.com. Bên mình có để rất rất nhiều các thể loại đèn pin ở trên đấy, từ đèn đội đầu, đèn cầm tay, rồi là những cái đèn siêu sáng có thể lên đến hơn một cây số, đèn xe lông nhé. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh, thì mỗi lần Điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.